công trình nhà ga T3 nằm với cánh nóc. Tăng tốc thi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vượt tiến độ. Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng đã đạt 60% khối lượng. Nhà thầu đã thi công xong phần thô và đang đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết phần xây thô nhà ga T3 đã đạt 100%, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Phần thô công trình nhà ga hành khách gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi đạt 100%, vượt tiến độ 15 ngày. Các hạng mục nhà để xe, 2 tầng hầm, 4 tầng nổi đạt 96%, nhà cơ điện, 3 tầng đạt 100% và trạm xử lý nước thải đạt 100%. Hiện trên công trường có hơn 2.500 công nhân và kỹ sư, hàng trăm máy móc thiết bị thi công ngày đêm với 3 ca, 4 kíp. Từ cuối tháng 5, nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ lắp dựng kết cấu sắt, vách kính và lợp mái theo hình thức cuốn chiếu. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết toàn dự án đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa hiện đã đạt hơn 50% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.